Tết nhất đến nơi rồi sao không về nghỉ ngơi đi? Có làm gì đấy? Đang chuẩn bị sandwich để phục vụ anh em mùa Tết đây này. Đây vẫn là cái con macchiato đấy mà. Em macchiato này vẫn bán chạy mà. Những cái dòng sandwich của nhà hát MX này rất là nhiều anh em trong giới bàn phím cơ ưa chuộng. Nhà hát MX sản xuất sandwich tốt thế mà không làm thêm em mới nào mới à? Đây đây đây, mới về thêm 3 mẫu nữa của nhà em hát MX đây. Đây, đây là mẫu Kanglan V2 này. Nhiều anh em cũng khá ưa thích em này vì cái âm trầm của nó. Đây. Đấy. Tiếp theo là hai em đã khá nổi trong thời gian vừa qua là em hát MX Cloud. Đấy. Đây, và em hát MX Sin 2. Hai em này trước đây là có giá 8.000 cho đến 8.500 một switch. Nhưng hiện nay bên mình đã ôm được số lượng rất là nhiều từ hãng. Nên là ba em này bây giờ chỉ có giá hơn 6.000 một switch thôi. Như anh em yêu thích sản phẩm của nhà hát MX thì có thể ấn vào phía dưới giỏ hàng bên dưới hoặc là vào trang cá nhân bên mình đặt hàng nhé. Cảm ơn anh em.